Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2020. Nhà vườn em lấy một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp của nhà em. Nhà em hôm nay có mặt hàng xanh sạch Phú Thọ này, mít Hòa Bình này, mít của vùng miền Đà Bắc này, và một số chậu có mặt bông này. Đó, cho các bác sưu tầm. Sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em đi vào chi tiết từng đơn hàng. Trước khi đi vào chi tiết từng đơn hàng, các bác cũng cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất của nhà em. Đó, thì em đi vào chi tiết từng đơn hàng số 1 này. Đơn hàng số 1 là mặt hàng mít Đà Bắc. Đó, mít Đà Bắc. Cái chậu này thì nó gồm có một mầm gốc này, hai mầm gốc này, ba mầm gốc này, bốn mầm gốc này, đó rất là đẹp. Đây, trước khi em mua thì họ bảo là mít Đồng Xu Đà Bắc, thế nhưng mà em chỉ mua ở vùng miền Đà Bắc thì em gọi là mít Đà Bắc thôi. Đó, kỳ thì ra kín thân, thế còn mặt hoa thì cái hàng này thì em không cung cấp được, mà tương lai có thể năm nay cũng không ra được bông. Đó, đây các kỳ đây nó không còn một cái mắt nào. Đây là họ làm họ kích một kỳ, hai kỳ, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười kỳ một giây này rồi. Hai, bốn, sáu, tám, bên này cũng mười giây, mười kỳ. Bán lá thì quá là phê, mà trong khi đó thì nó có một cái mầm gốc bên này thì nó có kề này, thế nhưng mà không biết là cái này nó có ra được phát tài hay không, thì cái này em không nắm được. Nó có kề này, vì cái nguồn người ta không nói là lá kề thì em không nói. Đó, chậu này có bốn mầm gốc và hai mẹ, mấy mẹ 10 kg trên thân, cộng thêm đó là có hai mầm gốc này, nó đi nhỏ các bác nhé. Thì em bán nguyên cho cả chậu này, hình số 1 5,5 triệu, 5.500.000. Đó, thì sau đây em chuyển sang hình số 2 và hình số 3. Đấy, em nguyên một chậu mít Hòa Bình này, cái thân mẹ này, một thân mẹ này, đó, và hai mầm gốc, một mầm này, mầm này đã dài được rồi, hai tầm hơn 30 cm này, mầm này hơn 30 cm này, bán lá rất là dày, rất là đẹp, ngọn đi vun vút này. Đó, và mầm này cũng tương đương mầm kia, hai mầm như nhau, rất là đẹp các bạn. Đó, em bán với giá là 1.200.000 cho một mẹ và hai mầm gốc. Em soi này cho các bác coi này. Đó, cái cá chậu này em tách làm hai đơn này. Đấy, rất là đẹp. Đó, tách là em tách phần này. Đó, nó có như này, em sẽ tách được làm đôi, không ảnh hưởng gì đến phần gốc của nhau. Tách từ đây các bác nhé, tách từ đây nhé. Đó là hình số 2, 1.200.000, chỉ giá là 600.000 trên một mầm gốc. Và thân mẹ này được rất là nhiều mắt, sẽ làm ki rất là nhanh, vì cái này là ki năm 1, còn mầm gốc này là mầm gốc năm thứ 2 thì làm cái tỷ lệ ki rất là cao. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 3 cũng trong cái chậu này, là một mẹ này và ba mầm gốc. Đây, mầm thứ nhất này, mầm thứ hai này. Đó, và mầm tiếp theo là mầm thứ ba này. Đó, ba mầm gốc, một này, hai này, ba này. Đó, em cũng bán với giá là 1.200.000 cho một mẹ ba mầm gốc. Đó, sau đây chuyển sang hình số 4 này. Hình số 4 thì cũng vẫn là mặt hàng mít, nhưng mặt lá mít này, mít lá gân của Hòa Bình. Đó, thì cho các bác coi này, lá gân này, bán lá gân của Hòa Bình này. Vì đây là nó còn non này, non nó đã gần đến mức này này. Đó, cái này thì em bán nguyên chậu đi, nguyên cả một chậu này. Một mẹ ra một kỳ này, hai kỳ này, ba này, 4, 5, 6, 7, có đến chục cái kỳ trên thân này.
là một dây này, dây tiếp theo này được 3 ki rồi này. Đó, và một mầm gốc này, hai mầm gốc này, ba mầm gốc này, bốn mầm gốc này, năm mầm gốc này, năm mầm gốc, trong đó có một con đi nhỏ, một con đi nhỏ, năm mầm gốc, 1, 2, 3, 4, 5 mầm gốc. Thì mầm này lớn nhất này, mầm này được khoảng 20 sen này, và mầm này khoảng 6-7 sen này, 6-7 sen đấy, và mầm này được 10 sen này, khoảng 10 sen này, hai mầm này nó được chỉ khoảng được 4 sen thôi. Thì em bán nguyên cá chậu, giá rất là yêu thương, 1.500.000 cho cá chậu. Đó, nhìn nó chủng vào nhau này em không muốn tách ra. Đó, nó gần nhau, sát nhau quá. Sau đây chuyển sang hình số 5. Hình số 5 là mặt hàng xanh sạch của Phú Thọ này. Mặt hàng xanh sạch Phú Thọ này, trước khi vào mặt hàng này em cho các bác thấm thân lá này. Đó, chuẩn cây chuẩn giống cho các bác này, chuẩn xanh sạch này. Đó, một mẹ và hai con này, và lên thêm một con nhỏ nữa là ba này. Đấy, các bác nhìn thấy con nhỏ này không, là ba mầm gốc này, 250.000, giá quá yêu thương rồi. Thì thời điểm này em không bán tặng, thế cho nên là em bán giá rất là rẻ thì cho các bác dễ sưu tập so với nhiều nhà vườn khác. Em chuyển sang hình số 6 này. Hình số 6 là một mẹ này, một thân mẹ này. Đấy, thân này là thân mẹ này, có khả năng lên ki này, và như mình tiêm chọc chích thì cũng có thể ra được hoa. Nhưng cái này là em cũng mới mua về. Một mẹ đi được hai mầm gốc này, cái mầm gốc này được dài được 20 cm này, 20 cm rất là đẹp. Gốc một mẹ hai một gốc, em bán với giá là 550.000, chỉ giá hàng sinh sành mà chỉ có 250.000 trên một mầm gốc, giá thì rất là rẻ các bác nhá. Thì sau đây em chuyển sang hình số 7 này. Cái này ở em tách cái này, cắt cái này, đấy, cái này đi này. Hình số 7 là một mẹ này, một thân mẹ này, lên là một cái ki trên thân, thế nhưng mà nó đã hỏng. Và cũng báo cáo các bác luôn là cái này nó bị gãy, không phải là gãy, là do em, mà là trước khi em mua nó đã thế rồi, nó đã bị gãy. Nhưng em cứ để này, nếu mà cái gốc có lên được, lên được thì coi là em cũng không thể tính. Em bán với chỉ giá chỉ có hai cái ki trên thân như này, hai ki trên thân là đã ra rễ này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đây cũng có tím tuyết này các bác này. Đấy, nhưng mà em không thể bắt được năm cánh trắng Phú Thọ được, em xanh sạch thì em bắt xanh sạch, nhưng còn nếu mà em bắt được thì em để ví dụ thế, thì em bán theo xanh sạch Phú Thọ là 2 ki. Cái ki này đã dài được khoảng 13 cm, ki trên thân này 12-13 cm rồi, và ki bên này nó rơi khoảng độ 7 cm. Em bán với giá 300.000, thì chỉ giá chỉ có 150.000 trên một cái ki như này. Đó, thì sau đây em chuyển sang hình số 8. Hình số 8 này là cái ki em vừa cắt bên này này, nó đã ra rễ này. Đấy, các bác thấm này, như em này, nó cũng có tím tuyết này, có cái đầu lăm dưới này có tím tuyết này, và một mẹ nhỏ nhỏ này, nó ra là 2 ki này, đã có rễ hết rồi này. Đấy, thì ba mầm gốc ki như này em bán 150.000 nhé các bác nhé, đã có rễ chứ không phải là không có rễ. 150.000. Sau đây em chuyển sang hình số 9. Hình số 9 này em thì cũng là một mầm gốc này, đây mầm gốc này, và một ki trên thân. Cái thân mẹ đã đi được một ki này. Đó, các bác nhìn thấy tím tuyết không? Đó, em bán với giá là 200.000. Một mẹ, một ki trên thân và một mầm gốc.
200 nghìn. Thì sau đây em chuyển sang hành số 10. Hành số 10 thì cái thân mẹ này sên đã ăn mầm gốc và có một ki trên thân, cây này cũng không có mầm gốc, sên nó ăn luôn rồi thì nó tức là nó đi ki trên thân này. Đó, đã ra rễ này và một mầm gốc của mọc ở thân già cũng có tím tuyết, hình thức như năm cánh trắng phú thọ đó. Thế em bán với giá là 400 nghìn cho 3 ki, giá quá yêu thương rồi. Đó, thì sau đây em chuyển sang hình số 11. Hình số 11 là mặt hàng nổ rột của khu Hòa Bình này. Em cầm lên tách ra thì không rõ, vậy thì em tách ra. Hình số 11 này, mặt hàng nổ rột của Hòa Bình. Cái thân thú thì em không biết là nó to được đến bao nhiêu, vì em không có nguồn gốc của giò bố mẹ mà em cung cấp được. Một ki trên thân này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 ki trên thân. 1 này, 1 ki lên này, 2 ki lên này, 3 ki này, 4, 5, 6, 7, 8 ki. À xin lỗi các bác, 8 ki. Đi một con nhỏ, giờ đi tiếp hai nguồn gốc này. Rất là đẹp này. Đó, 550 nghìn cho hình số 11 các bác nhé. 8 ki trên thân và 2 vòng gốc. Sau đây em chuyển sang hình số 12. Hình số 12 là thân này. Hình số 12 là thân này các bác nhé. Gồm có 2 ki trên thân này, đã lên được 2 kim thân này, một vòng gốc này và lên một cái kia đây nữa. Em bán giá sập sàn luôn 200 nghìn cho đây này, 200 nghìn cho hình số 12. Đó, này còn tách chuyển sang hình số 13 này. Hình số 13 là một ki trên thân này, một ki đang lên này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10. Hiện tại là có 2, 4, 6, 8 ki đang lên này, đã ra rễ này và có 2 ki đang lên tiếp, cộng thêm 2 ki ở trên đầu nữa này và một mầm gốc này, mặt bó lá đang là nọng vàng cho các bác nhìn rõ. Và lá thì cực kỳ là đẹp này. Một mầm gốc này, hai mầm gốc này, ba mầm gốc này. Và tiếp tục lên ba mầm gốc ở bên dưới này nữa. Để cho các bác coi ở dưới này. Ba mầm gốc lên được xem rõ rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Coi là 6 mầm gốc. 6 cái mầm gốc. Và cộng thêm một số ki như này. Rất là nhiều ki như này. Em bán giá 700 nghìn. Sau đây em chuyển sang hình số 14. Hình số 14 là mặt hàng em vừa với tách ở đây ra. Thì gồm có một ki trên thân này, ki đang lên này, 2 này, 3 này, 4 ki này, 4 ki này và 2 vòng gốc này. Giá rất là khuya này, 300 nghìn. Đó, thân thú thì em không biết là nó to nó đạt được đến bao nhiêu, vì đây là cái hàng này là mới là ki năm 1 thôi. Và ra 9 ki như này. Cái mặt bông thì em cũng không cung cấp được, vì nó ra khi như này thì trốn hết hoa, em không biết mặt hoa. Đó, 300 nghìn. Sau đây em chuyển sang hình số 15, 16, 17 thì em tách một cái chậu này. Báo cáo các bác là mặt hàng này là trước đây em mua về thì em cũng mua theo số, như họ có nói là mặt hàng bệt. Thế nhưng bông này thì lúc ra nổ em chỉ nghĩ là nó là khả năng chỉ ra được hồng thôi, thế còn bệt thì các bác là thấm cái bông hoa này không, cũng không nói là bệt được, vì bệt là nó phải tràn hết ra đây, nó phải tím ngắt, nó tràn hết ra đây nhá. Đó, thế thì em bán theo số, vì mặt hàng này là em mua ở Hòa Bình,
chưa biết mặt chưa biết lúc tên. Em mua là chưa biết mặt bông. Như về nhà em hôm nay là bắt đầu với chốm nở ra này, khuôn bông hoa như này. Bông này chưa đặt tên các bác nhá. Thì em chưa đặt được tên. Bông em có chia sao? Sẻ cho các bác. Các bông bác có về, sao thì em bán lại. Về các bác tự đặt tên cho bông hoa này. Đó. Cũng rất là đẹp. Nó hồng hồng thôi. Thế nhưng mà nói bẹt thì không đủ đâu. Vì cái hàng này nếu là bẹt thì mỗi nó phải tím hết ra ngoài này. Chứ nói là không phải nói là bẹt được. Đây người ta có ghi này là mặt hàng bẹt. Mặt hàng bẹt. Thế nhưng mà em thấm thân lá. Lúc đầu là em nghĩ là nó là mặt hàng mắt đỏ, bông lai. Đó, thân lá này thì em cũng đi lại thì theo người ta nói là bẹt thì các bác coi cái khuôn hoa đấy nó rất là hồng, hồng cả cánh cả họng luôn. Nhưng mà em không biết đặt tên cái này. Đó, thì em chia sẻ cho các bác, tách cả chậu ra để chia sẻ. Và nếu như các bác thích này thì em sẽ vặt cái bông hoa này để cho mấy bác một bông này. Còn cá dây này, các bác nào mua vào dây này thì cũng không sử dụng hết thì em sẽ vặt thôi. Còn trước khi các bác nào yêu cầu là cho tôi xin bông hoa này về, các bác tự đặt tên là được. Viền hết cánh rồi. Dài. Đi rồi chi tiết là ngân hàng này. Ngân hàng này em đi lại nguyên cái khóm này là cả một cái dây hoa như này và hai mầm gốc, một mầm này dài được 40 cm, hơn 40 cm rồi, và mầm này hơn 30 cm, thì hình số 15. Em đi cho các bác là với giá là 1 triệu. Đi. Dây hoa này. Thì sau đây em chuyển sang hình số 16. Hình số 16 là hai vòng gốc. Cái mẹ này đã cắt vào uki. Hai vòng gốc. Em bán với giá là 500.000. 500. 200 nữa xin một vòng gốc. Rất là đẹp. 500. Thì sau đây em chuyển sang hình số 17. Hình số 17 thì một mẹ cũng một mẹ và hai vòng gốc. Thân lá thì nhìn giống lột lên mắt đỏ đông lai, nhưng mà thì bông này thì không, khả năng không phải mắt đỏ đông lai, không phải được. Thân ra bông này em bán này, hình này là 350.000, hai vòng gốc 350. Sau đây em chuyển sang hình số 18.
18 là em bán hai này, này tay sau nhé, hai mầm này, hai mầm mốc này em bán với giá là 700.000 và một mẹ đã cắt làm kỳ 700.000 và mầm bên này còn lại mình rất là khỏe 350.000 cái đây nó lát em tách xong đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 20 là hình cuối cùng của nhà em. Mặt hàng này là mặt hàng em mua ở Phú Thọ, mặt hàng này em mua ở Phú Thọ này, đang có nổ trên thân này và đang kia trên thân này, đây nổ hoa đây, nổ đây, nhưng mà em chưa có mặt bông, không có mặt bông. Giờ nó bán thành số không, bác nào mua thì hôm sau em sẽ bán thân hoa thì gửi cho bác. Mầm gốc thì đúng không là quá là to, quá là lực, quá khỏe. Hai gốc, hai mầm gốc, hai thân hoa, hai mầm gốc đó, rất là to. Đó, giá thì nhà dân trồng cũng biết mua chậu đẹp ra trồng ngon với cây măng. Cái gì hình số 12 này em bán với giá 1 triệu cho cả chậu. 1 triệu cho cả chậu. Hình nhà số 20 này cũng lại khép lại cho buổi sáng ngày hôm nay nhé. Cuối cái video em cũng xin chúc toàn thể các bác có một ngày mới vui vẻ.